cách mình giảm thâm mắt trong thời gian gần đây. Đó là lời anh ước với tương lai hai ta sau này. Có nụ hồng không phải vì lonely afternoon night. Đó có phải là yêu hay không, tại sao lòng tim mình bị dại. Đó không phải tình yêu, tại sao tìm cách để xây lại. Một sản phẩm ngon, bổ, rẻ dành cho các bạn nên biết. Kem chống nắng, kiềm dầu nâng tôn tự nhiên đỉnh nhất mình từng xài. Ok, bắt đầu thôi. Vuốt tóc và hất nhẹ vai, em như cơn gió lạnh mây. Nếu nhìn ngắm là sai, hay bước tới cầm tay. Wake it up vì đang cần thơ, cho người con gái anh bao lần mơ. Đây không giống mấy sàng thôi mày sơ, nhưng mà anh làm nâng rồi em vẫn làm ngơ. Em thấy đó. I don't give a fuck about your status. Anh sẽ đọc mọi thứ ở xung quanh cháy hết. Anh cần em ở đây vùng ngày lúc này. Em ơi, ở 237 độ xe vẫn ok. Thấy em đi cùng người không phải anh. Biết là sẽ đau vào những ngày sau. Cứ dài khơ mà cho những thợ ơ. Lấy vài ly trên với những cuồng si. Áo sơ mi cũng chưa đến lấu bờ mi. Em thật ra thì cũng chưa đến vật đi. Nên cuối cùng vậy thì mình đâu làm gì nữa. Yeah yeah. Sha da la lâu nè, sha da la lâu nè, yeah. Sha da la lâu nè, sha da la lâu nè, yeah. Mặt nạ đất sét vừa xịn vừa rẻ dành cho da dầu. It's not forever. Tình cảm mà em nói chắc đó là may mơ. Phải làm được gì đó để không phải mong chờ. Để lại toàn là thơ. Baby, anh chỉ muốn được cùng em nắm tay. Dù biết là tình yêu đó chỉ mình có hay. You are not staying that far away. And I wanna be known. Anh chưa có đâu đâu. Nhưng mà sao chỉ có mình anh làm vai yêu em làm sao. Dành cho chính em. Dành cho chính em. Bởi vì anh chỉ muốn chờ cho em thôi baby. Chờ cho em tình yêu mà người nên được khen để. Anh không muốn trao cho ai cũng vì em thôi. And nobody knows it's not.